Sau khi nghe có công ty tuyển xuất khẩu lao động nước ngoài, gia đình bà Hờ Cát Ni Ê ở Buôn Pu, xã Econet, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk vay ngân hàng chính sách 30 triệu đồng để lo cho con gái là Hờ Si Na Ni Ê đi lao động ở Malaysia với mức lương là 7 triệu đồng một tháng. Nhưng thực tế khi qua Malaysia thì phải làm nặng nhọc áp lực hơn, nhưng mức lương thì thấp dần, không như cam kết đã ký trong hợp đồng ban đầu. Lần đầu thì lương một tháng tới 6 triệu, qua 2-3 tháng là lương nó thấp hơn. Là một tháng lấy 4 triệu, 3 triệu, 2 triệu cũng có, 2 triệu rưỡi cũng có. Con bé nói là do áp lực công việc nó về nước đó. Về nước công ty phạt 15 triệu đó. Bên này gia đình còn nợ ngân hàng chính sách còn 2 triệu.